Thưa quý vị và các bạn, từ chi bộ ghép Văn Gia Thuận năm 1938 đến chi bộ độc lập đầu tiên năm 1941 ở thôn Ngải Dương, xã Đình Tù, trải qua hơn 80 năm, Đảng bộ huyện Văn Lâm đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ cách mạng trên địa bàn huyện. Nhân kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, mời quý vị và các bạn cùng trở lại thăm nơi thành lập tổ chức cơ sở đảng đầu tiên ở huyện Văn Lâm. Nhà truyền thống huyện Văn Lâm ở thôn Tân Đuế, xã Lạc Đạo, năm 1938, đây là địa bàn có sự hình thành và đứng chân của chi bộ ghép Văn Gia Thuận, cơ sở đảng cộng sản đầu tiên của khu vực huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Bùi Ngọc Xuyên, người thôn Tân Nhuế, xã Lạc Đạo, là một trong năm đảng viên của chi bộ này. Đến đầu những năm 1940, khi phong trào cách mạng ở Tân Nhuế bị đàn áp, tháng 1 năm 1941, cấp trên quyết định thành lập chi bộ thôn Ngải Dương ở xã Đình Dù ngày nay. Đây là chi bộ độc lập đầu tiên của huyện Văn Lâm và khu vực Bắc Hưng Yên. Bia tưởng niệm thôn Ngải Dương, tên cụ Nguyễn Đình Thọ, tức cụ Thơ Ao, bí thư chi bộ Ngải Dương năm 1941, được ghi ở những dòng đầu tiên. Lúc bấy giờ là có 5 đồng chí là đảng viên thành lập vận động quần chúng làm cách mạng, cho đến năm 42 thì các đồng chí lại chuyển đi hoạt động một số nơi khác. Ngôi nhà của cụ Nguyễn Chí Cung, một trong 5 đảng viên của chi bộ Ngải Dương, đây là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc sinh hoạt chi bộ và nuôi dấu một số cán bộ cấp cao của Trung ương, xứ ủy trước cách mạng tháng 8. Ngày xưa ông già đã kể chuyện lúc này là nơi gọi là hầm bí mật, là nơi gọi là in ấn, ấn loát của xứ ủy Bắc Quỳ đặt tại gia đình. Sau khi bị lộ thì các cụ di chuyển lên trên mạng Thái Nguyên. Từ một đảng viên trong chi bộ ghép Văn Gia Thuận, 5 đảng viên trong chi bộ độc lập đầu tiên ở thôn Ngải Dương, trải qua hơn 80 năm, đến nay Đảng bộ huyện Văn Lâm không ngừng phát triển và hiện có trên 5.500 đảng viên sinh hoạt tại trên 200 chi bộ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã luôn luôn tự hào về cái truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, xây dựng xã Đình Dù sớm trở thành đô thị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, huyện Văn Lâm từ một huyện thuần nông đã vươn lên trở thành địa phương có công nghiệp phát triển, đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh, có hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra mục tiêu đến năm 2025, Văn Lâm sẽ đạt tiêu chí đô thị loại 3. Truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng vẫn luôn được các thế hệ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân huyện Văn Lâm ghi nhớ và tiếp nối.